xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Xin cảm ơn quý vị vẫn giữ băng tần 57.8 của đài ABC TV với chương trình Sống Đời Sống Phật. Trong phần 1 thì chúng tôi đã cùng giảng giải về năm uẩn của con người. Vậy xin Thầy cho quý khán giả được biết là quán niệm về thời gian là gì và tại sao Đức Phật đã khuyên chúng sanh nên quán niệm về thời gian? Cảm ơn cô Triều Nguyện. Sau khi mà khuyên trưởng giả cấp cô độc quán về sáu thức, quán về năm uẩn, thì Ngài đã khuyên trưởng giả cấp cô độc là hãy quán niệm về thời gian. Thời gian thì gồm có ba thời: quá khứ không phải là tôi, hiện tại không phải là tôi, và tương lai không phải là tôi. Tôi không bị kẹt vào quá khứ, tôi không bị kẹt vào hiện tại, tôi không bị kẹt vào tương lai. Có nhiều người đó đang sống trong hiện tại mà cứ hồi ức về quá khứ, cho nên nó có những cái niềm đau nỗi nhớ khôn nguôi. Nhiều khi cái đó nó đã trôi qua cả hàng thế kỷ hay cả là cả nhiều thập kỷ, nhưng mà mình cứ bị trăn trở, mình cảm thấy có một cái gì đó nó tổn thương, nó làm cho mình có những cái u sầu, những cái uất hận. Nên nhiều khi mình ăn không được, mình ngủ không được, thậm chí có những cái điều nó rất là đơn giản, người ta có thể lỡ lờ nói mình như thế này do cái sự ngộ nhận. Nhưng mà tối về mình cứ mình review, mình cứ mình để cho nó chạy ở trong cái đầu của mình như là cái máy cassette, rồi mình trằn trọc, mình ngủ không được. Từ đó nó đưa dẫn đến những cái chứng bệnh, nó bị stress, bị căng thẳng, rồi nó mất ăn mất ngủ, nó sẽ sinh ra nhiều cái bệnh, nhiều cái bệnh khác. Cho nên trước đây có một cái câu chuyện mà thưa quý vị cũng trong chương trình Sống Đời Sống Phật chúng tôi đã có dịp chia sẻ đến quý vị. Có một anh chàng, anh đã tìm đến nơi Đức Phật đang thuyết pháp, mà không giống như mọi người. Anh đến không phải để nghe giảng, cũng không phải là để biểu tỏ cái niềm tôn kính của anh ta đối với một bậc đại giác rất là từ bi, rất là quảng đại, bi trí siêu việt. Mà anh đến, anh nghe Đức Phật nói cái anh khạc một bãi nước miếng vào trong mặt của Đức Phật. Thì Đức Phật mỉm cười, Ngài nói rằng là cô còn có điều gì để nói nữa hay không? Ngài nói một cách rất là từ bi, với tất cả cái sự thương yêu và hiểu biết. Ngài nói với tất cả cái sự ôn hòa. Nhưng mà tôn giả A Nan đứng bên cạnh làm thị giả của Đức Phật, thấy cái hành động vô lễ của cái anh kia, cho nên tôn giả rất là bực. Đức Phật hiểu tôn giả A Nan, cho nên Đức Phật nói là: này A Nan, anh này không có lỗi, con có lỗi. Tại sao anh này, anh không biết gì về ta, anh ở xa, anh chưa bao giờ tiếp xúc với ta lần nào hết, nhưng mà anh nghe người ta đồn đại, xuyên tạc, chụp mũ bôi nhọ, nói ta là người như thế này, ta là người như thế khác, ta là cái người rất là xấu, cho nên anh bị ảnh hưởng. Cái suy nghĩ của anh về ta không đúng, cho nên anh khạc, là anh khạc lên chính cái suy nghĩ của anh ta, chứ không phải là anh khạc vào mặt ta. Và tối hôm đó anh chàng về ngủ không được, thấy tại sao mà Đức Phật vẫn thoải mái, vẫn ung dung tự tại, Ngài rất là hoan hỷ, rất là bao dung, rất là từ bi trước cái hành động đầy phẫn nộ của mình. Cho nên ngày hôm sau anh đến, anh cũng không biết cách làm cái gì, anh đảnh lễ Đức Phật, mục đích là anh sám hối. Thì Đức Phật cũng hỏi chứ, con còn có điều gì để nói nữa không? Bởi vì khi anh khạc mà anh không nói gì hết, những cái lúc mà phẫn nộ, ngôn ngữ trở thành vô nghĩa, mà cái hành động
là một cái loại ngôn ngữ khác. Rồi anh đảnh lễ Đức Phật, anh lạy, đó cũng là một cái loại ngôn ngữ. Thì Đức Phật mới hiểu được cái tâm trạng của anh, nó rất là thống hối. Hỏi thì anh nói là ngày hôm qua bạch ngài, con xúc phạm ngài, con vô lễ vì con không hiểu ngài. Ngày Đức Phật nói thôi, hãy bỏ qua cái chuyện này. Cái người mà ngày hôm qua khạc không phải là con. Mỗi ngày người đó, ngày hôm nay con rất là anh đang thống hối, còn hôm qua con đầy giận dữ. Mà ngày hôm nay ta cũng không phải là ta, bởi vì cái thân thể này chỉ trong một phút nó già thì một chút, huống chi là trải qua 24 giờ nó đã hoàn toàn khác. Cho nên hai người, người khạc và người bị khạc, ngày hôm nay không có mặt ở đây. Thành con cũng gì, không có gì phải sám hối. Con ta hiểu con, bởi vì con đã hiểu lầm, bây giờ con anh đang sám hối, con hiểu được sự việc như vậy là tốt. Cho nên anh đã rất là hối hận và anh cúi đầu đảnh lễ xin quy y với Đức Phật, và sau đó anh tinh tấn nỗ lực tu hành và cuối cùng anh đã chứng đạo. Điều đó, cái câu chuyện đó cho thấy là quá khứ không phải là hiện tại, hiện tại cũng không phải là tương lai. Nếu mình cứ hồi ức vào quá khứ, mình ấm ức, mình sẽ khổ đau, mình sẽ sầu muộn và vân vân. Mình phải sống trong hiện tại, hiện nay, ở đây và bây giờ mới là quan trọng. Mà ở đây và bây giờ nó chứa được cũng hết á. Chứ còn nếu mà mình cứ chạy theo tương lai chưa đến, quá khứ đã qua, mà mình không sống cho cái gọi là hiện tại thì mình sẽ không có một đời sống thật sự hạnh phúc, thật sự an lạc. Cho nên ngài Xá Lợi Phất khuyên trưởng già Cấp Cô Độc, đừng xem cái quá khứ là tôi, hiện tại là tôi, tương lai là tôi, và đừng có bị vướng mắc vào đó. Và đó là cái điều mà nó cũng áp dụng cho chính mỗi một chúng ta. Lời khuyên của ngài đối với trưởng giả Cấp Cô Độc, nhưng lời khuyên đó rõ ràng là nó cũng dành cho tất cả mọi người. Nếu mà chúng ta ứng dụng những lời khuyên của tôn giả Xá Lợi Phất vào đời sống thực tế của mình trong từng mỗi một phút giây, thì thưa quý vị, chúng ta sẽ rũ bỏ tất cả những cái phiền não khổ đau, chúng ta sẽ giải thoát tất cả những cái sự buồn phiền, cái gọi là thống khổ ở trong đời sống của mình. Dạ vâng, thưa thầy. Vậy thì bởi vì quá khứ đã qua và hiện tại và tương lai chưa đến, thì chúng ta phải biết trân trọng hiện tại và biết quý những gì mà mình đang có. Và chỉ có như vậy thì mình mới thấy an nhiên ở trong hiện tại, đúng không thầy? À, đúng vậy. Đó, đúng vậy. Mình phải an trú trong hiện tại thì mình mới an nhiên ở trong hiện tại. Mình mới thấy cuộc đời này có ý nghĩa và giá trị. Cuộc đời này là một cái gì rất là đáng sống. Còn không thì mình sẽ hoang phí cả cái cuộc đời này một cách rất là ồn ồn. Dạ vâng. Vậy thì ngoài thời gian thì Đức Phật cũng đã đề cập đến thập nhị nhân duyên. Vậy thập nhị nhân duyên là gì và bao gồm những yếu tố gì? Nếu chúng ta quán niệm thập nhị nhân duyên thì sẽ được những lợi ích gì? Xin thầy cho quý khán giả được biết. Cảm ơn cô Diệu Nguyện. Về thập nhị nhân duyên đó thì chúng ta thấy nó rất là dài. Đó là một cái vòng tròn. Đó, một cái vòng tròn mà nó gồm có 12 cái điều rất là đáng quan tâm. 12 cái điều đó là gì? Vô minh là một. À, kế đến là gì? Hành. Thứ ba là thức. À, thứ tư là danh, sắc. À, rồi thứ năm là lục nhập. À, vô minh, hành, thức, danh, sắc, lục nhập. Phải không? Rồi gì nữa? Ái, thủ, hữu, sanh. Và cuối cùng lão tử, u bi, khổ não. Do vô minh mà nó có những cái hành nghiệp tạo ra, vân vân. Chính cái hành đó mà nó thúc đẩy làm cho chúng ta phải tái sinh, phải luân hồi. Nếu mà vô minh diệt thì hành diệt. Hành diệt là thức diệt. Thức diệt là danh sắc diệt. Danh sắc diệt là lục nhập diệt. Đó là theo cái thuận. Còn theo cái nghịch là gì? Từ mà lão tử, tức là tử, già, bệnh, chết, v.v. thì nó đi ngược lại.
thì gọi là cái hướng ngược. Nó diệt từng phần. Có những cái kinh mà Đức Phật nói từ cái đoạn cuối mà chết ở đây không phải là chết về cái thân ngũ uẩn này, mà chết về những cái hiện tượng, chết về những cái mà mình có những cái cảm nhận. Nó có nhiều cái chết về phần đoạn sinh tử, về biến dịch sanh tử như thế nào, những cái chết của chúng sinh ở trong ba đường sáu cõi, những cái chết biến dịch của hàng tam thừa thinh văn duyên giác của Bồ Tát, những cái sự mà chuyển biến chết sống rất là vi tế của những cái phiền não, mà phiền não vi tế đó không phải là chỉ dành cho tham sân si vân vân, mà nó rất là vi tế, nó nằm ở cái thức thứ bảy. Ở đây vì không có thời giờ, thành thử ra chúng tôi sẽ có dịp chia sẻ với quý vị thêm về 12 nhân duyên ở trong những cái chương trình sau này. Dạ. Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Sống Đời Sống Phật với Hòa Thượng Thích Viên Lý và Diệu Nguyện. Mọi thắc mắc hoặc câu hỏi, xin quý vị vui lòng gửi về cho Chùa Diệu Pháp ở số điện thoại 626-614-0566 hoặc Chùa Điều Ngự 714-899-9513. Xin chúc quý vị có một đời sống an lạc và tự tại. Xin hẹn gặp lại quý vị vào lần sau. Xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cũng...